Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Thì nội dung trong video này thì mình sẽ tiến hành là mở thẻ kết hợp cũng như là giải mật mã uh, nhận chìa khó của dự án Hunter Combat ngày hôm nay Đó là ngày 15 tháng 8 nha các bạn Rồi đầu tiên mình sẽ tiến hành giải mật mã hàng ngày nha Thì mật mã của chúng ta ngày hôm nay đó là cái chữ TAT nha các bạn Đầu tiên thì các bạn bấm chữ T nha Rồi chữ T thì các bạn đi thả một lần nha Đi nè, thả nè Rồi bây giờ chúng ta bấm chữ A nha các bạn rồi chữ A thì các bạn chấm đi thả nha. Chấm nè. Đi thả nè. Rồi tiếp theo chúng ta bấm chữ S nha các bạn. Chữ S thì các bạn bấm 3 chấm liên tiếp nha. 1, 2, 3 chấm nè. Rồi bây giờ chúng ta bấm chữ K nha các bạn. Chữ K thì các bạn đi chấm đi nha. Đi thả chấm đi thả nè. Rồi cuối cùng là chúng ta cũng bấm chữ S nha các bạn. Chữ S thì các bạn bấm 3 chấm liên tiếp nha. 1, 2, 3 chấm nè rồi như vậy là mình đã giải mật mã thành công ngày hôm nay của diễn hamster game nha các bạn và bây giờ mình sẽ tiến hành mở thẻ kết hợp hàng ngày nha rồi đầu tiên thì các bạn bấm vào cái mục này nè cái mục thứ ba nha rồi các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ này nè đây các bạn mở cái thẻ aca nè mở thẻ này nha rồi như vậy là mình đã mở thành công một thẻ nha các bạn rồi và cái thẻ thứ hai các bạn bấm vào cái phần market nè các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ uh, game file token nè, các bạn mở thẻ này nha. Rồi như vậy là mình đã mở hai thẻ thành công nha các bạn. Rồi và cái thẻ thứ ba các bạn bấm vào cái phần BI team nè, các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ này cho mình nè. Đây là các bạn mở cái thẻ uh, security team nè, mở thế này nha. Rồi như vậy là mình đã mở ba thẻ kết hợp thành công ngày hôm nay. Các bạn có thể xem lại một lần nữa nha. Rồi và bây giờ mình sẽ để cái video hướng dẫn giải mật mã để mà nhận chỉ khó cho các bạn xem nha. rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau